Kevin De Bruyne đã ấn định chiến thắng 2-0 của Bỉ trước Romania, đưa chiến dịch Euro 2024 của đội bóng này trở lại với đúng quỹ đạo. Tuy vậy thì hiện nay, trước vòng đấu cuối cùng, tất cả 4 đội trong bảng E đều có 3 điểm, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt. Kevin De Bruyne đã thực sự trở lại với một bàn thắng quan trọng ở phút 80 ấn định trận đấu. Bàn thắng sớm của Yuri Tielemans cũng góp phần lớn vào chiến thắng khi anh ghi bàn từ bên rìa vòng cấm ngay từ phút thứ 2. Mặc dù Bỉ giành chiến thắng, Romelu Lukaku vẫn chưa thể tỏa sáng như mong đợi khi anh có được bàn thắng thứ 3 bị VAR loại trừ tại giải đấu này. Sự thất vọng của hậu duệ lã bố là rõ mồn một, không hiểu là anh bị cái gì ám vào nữa. Dù vậy thì chính Lukaku đã truyền bóng giúp Tielemans ghi bàn thắng mở màn, một biến số vô cùng quan trọng để đưa toàn đội tiến đến thắng lợi đầu tiên. Cửa tử thì tạm thời đóng lại với thầy trò Tedesco, nhưng quyền đi tiếp thì vẫn đang chia đều cho cả 4 đại diện ở cái bảng đấu được xem là dễ nhất với họ này. Thể thức của Euro, trong đó 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, vẫn có cơ hội đi tiếp, cho phép những sai lầm ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, với những ký ức từ Qatar còn ở đó với đội tuyển Bỉ, một trận thua nữa có thể sẽ làm suy giảm niềm tin của đội bóng này, vốn đã bị chỉ trích nhiều vì không đáp ứng được sự kỳ vọng trong quá khứ từ lứa thế hệ vàng này. Họ cần một đầu tàu đủ vững mạnh để đưa họ tiến lên trước mắt là quyền đi tiếp cái đã. Nhưng mà độ tin cậy của tất cả những thần truyền, thần bứt tốc từ Man City cũng chẳng thể áp vào đội tuyển mà Tedesco đang nắm quyền được nữa rồi. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trước Romania chính là Kevin De Bruyne, chứ không phải ai khác. Để bước đến vòng loại trực tiếp, Bỉ sẽ phải dựa vào tiền vệ tài hoa Kevin De Bruyne là kiên quyết. Cùng với đó là sự xuất sắc của thủ môn Castel. Trong khi Lukaku vẫn bị VAR hủy diệt, Jeremy Doku tiếp tục gặp khó khăn với những nhịp điệu lạc bước khó đỡ. Hai nhân vật, một trên một dưới, vừa cho thấy độ uy tín nên được biệt tin tưởng. Đội trưởng 32 tuổi của tuyển Bỉ vẫn mang theo hy vọng về một thế hệ vàng của bóng đá Bỉ, dù đang bước vào những năm cuối của sự nghiệp. Kevin De Bruyne đã ghi dấu ấn với những pha chạy vọt lên, những đường chuyền bóng đẹp mắt và cuối cùng là bàn thắng quyết định, thể hiện sự bền bỉ và quyết tâm lớn. Kevin De Bruyne là cầu thủ kiến tạo chính của đội tuyển Bỉ, một điều được xác định kể từ đầu chiến dịch. Anh có nhiều đường kiến tạo nhất trong 5 giải đấu lớn của châu Âu trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải trước. 4 trong số 10 cầu thủ khoác áo Bỉ nhiều nhất vẫn còn thi đấu, bao gồm Kevin De Bruyne trong đó. Dù bị chấn thương đeo bám trong những tháng gần đây, anh đã vượt qua mốc 100 lần khoác áo đội tuyển và ghi bàn thắng thứ 27 trong chiến thắng giao hữu trước Montenegro. De Bruyne đã thực hiện 12 pha kiến tạo trong chuỗi 12 trận đấu bắt đầu từ năm 2024, khẳng định đẳng cấp vẫn vẹn nguyên. Một thế hệ vàng của tuyển Bỉ đang dần trôi qua những thời điểm huy hoàng nhất. Dù vậy, Jan Vertonghen vẫn là nhân lực chủ chốt, có lần khoác áo đội tuyển thứ 155 sau 17 năm thi đấu quốc tế. Romelu Lukaku đã có 116 lần khoác áo đội tuyển, còn De Bruyne là người thấy được khoảnh khắc quan trọng, đích thị là người xứng đáng cho tấm băng thủ quân thay vì cu đen. Trận đấu trước Romania, khi hiệp 2 bắt đầu và Romania ngày càng tạo nên nhiều sóng gió, De Bruyne đã giữ vững tinh thần và thể hiện đẳng cấp của mình. Trong bối cảnh có thể sẽ chuyển đến Ả Rập Saudi ngay sau kỳ Euro này, De Bruyne vẫn giữ được đẳng cấp, khiến cho người ta không thể nghi ngờ về tuổi tác của anh. Kevin De Bruyne vẫn có thể vượt qua đối thủ và tạo cơ hội cho các đồng đội, như là pha chạy chỗ ở phút 18 và tạo cơ hội cho tiền đạo Dodi Luque Bacchio của Sevilla suýt chút nữa thì tạo nên dấu ấn. Đây là giải đấu quốc tế thứ 6 liên tiếp của De Bruyne và một câu hỏi về khả năng đây là giải đấu cuối cùng đã được đặt ra trong cuộc họp báo về cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của UEFA. Kevin De Bruyne cho biết: "Tôi đang nghĩ nhiều hơn rằng có rất nhiều cầu thủ trẻ đến và chúng tôi có những cầu thủ đã tham gia các giải đấu khác. Điều này khiến tôi cảm thấy mình cần phải giúp đỡ cho đội hết sức có thể. Tôi cần phải gánh trách nhiệm vì tôi đã chơi cho đội tuyển được 10 năm. Tôi có những kiến thức muốn chia sẻ với họ. Tôi chưa từng nghĩ liệu đây có phải là điểm cuối của con đường đối với mình hay không. Tôi chỉ muốn Bỉ thi đấu tốt. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc đẹp ở giai đoạn cuối của giải đấu. Một khi tôi đi rồi thì việc đó sẽ tùy thuộc vào người khác, nhưng tôi không thích nghĩ về điều đó." Còn thủ môn Coen Castel của Bỉ thì chính là người thực hiện một cú phất bóng lên cao trong bối cảnh tưởng chừng không có điểm đến. Bất ngờ, De Bruyne giành được lợi thế trước Dragusin, đủ khoảng trống để anh ghi bàn thứ hai. Vị trí người gác đền là nơi mà Bỉ tạo ra sự quan ngại lớn kể từ đầu giải đấu. Họ có Thibaut Courtois thì cả thầy và trò không thể hóa giải hiềm khích nên đã đường ai nấy đi. Bỉ không có một tương lai sáng ở khu vực này. Castel, Kaminski hay Marcells thì đều đang thi đấu cho những tập thể từ trung bình đến yếu ở những giải hàng đầu. Độ tuổi của họ thì cũng từ 31 cho đến 32, chẳng trẻ hơn Kutsua là bao. Thế nhưng,
Ít nhất thì Coen Castel, ngoài một đường key pass bất ngờ ở trận đấu trước Romania, anh có đến 4 pha cứu thua và có trận giữ sạch lưới đầu tiên cho đội bóng quốc gia mình. Mà ngay đến bàn thua trong trận ra quân, đó cũng không phải lỗi của Castel khi xuất phát điểm tình huống là sai lầm của Jeremy Doku. Castel thậm chí đã ngăn chặn được cú dứt điểm đầu tiên và chỉ chịu khuất phục trong một tư thế hoàn toàn bị động. Trận đầu tiên trước Slovakia, huấn luyện viên Tedesco đã sử dụng bộ đôi trung vệ là Zebas và Vatfaes, để rồi sau cùng ông vẫn phải đặt niềm tin vào Vertonghen trở lại, ngoài ra là cả Arthur Theatre. Tính toán tương lai thì cũng phải vững chắc hiện tại đã, và nhìn chung hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ trong bảng đấu được đánh giá là dễ dàng nhất cho họ, sẽ vẫn phải hoạt động vô cùng nhọc nhằn trong lượt trận còn lại. Con đường vượt qua vòng bảng của Bỉ không hề đơn giản. Mặc dù được đánh giá cao, nhưng họ đã phải đối mặt với những thách thức lớn trong các trận đấu vòng bảng. Bỉ thậm chí còn là ứng viên vô địch trong mùa giải Last Dance của nhiều cá nhân này. Nhưng họ đã không dễ dàng giành được 3 điểm sau 2 trận mở màn bảng E. Điều này trái ngược hẳn với giai đoạn vòng loại, khi mà Lukaku giành vua phá lưới với 14 bàn, còn họ đã thi đấu nhẹ nhàng và bất bại ở bảng F, mặc dù chỉ xếp trên áo có 1 điểm. Có Kevin De Bruyne và Castel sẽ là hai cá nhân được giao trọng trách đưa Bỉ tiến xa, trước mắt là vượt ải thành công qua vòng bảng. Nếu Bỉ giành được 2 vị trí đầu bảng, họ sẽ trực tiếp giành quyền vào vòng loại trực tiếp và tránh phải đối mặt với một đội nhất bảng khác. Nếu dẫn đầu bảng E, họ sẽ đối đầu với một đội xếp thứ 3 được chọn. Đây là kịch bản đẹp nhất cho thầy trò Tedesco để hướng đến hành trình đi tiếp. Nếu đứng thứ 2, họ sẽ chạm trán đội nhì bảng D ngay đầu tháng 7 và đối thủ đang chờ đợi thì có thể là Hà Lan, Pháp hay là gương mặt quen thuộc áo. Bỉ có thể đứng thứ 3 trong bảng đấu của mình. Điều này sẽ khiến họ phải đối đầu với những trận đấu khó khăn nhất trong hành trình đến trận chung kết. Đối thủ của họ sẽ là Tây Ban Nha hoặc là đội dự kiến sẽ dẫn đầu bảng C, khả năng cao là đội tuyển Anh. Bỉ muốn đi xa thì nên tránh cung đường này nhiều nhất có thể. Có Kevin De Bruyne, có phong độ tốt của thủ thành Castel, song Romelu Lukaku vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển với 85 bàn, chỉ sau Cristiano Ronaldo 128 trong số các cầu thủ châu Âu. Trong màn tái hợp với Jose Mourinho vào mùa giải trước, Cú Đen ghi được 21 bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường. Trong 10 lần ra sân quốc tế gần nhất, anh ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới trong một trận đấu. Thậm chí tại kỳ Euro 2021 trước đó, anh đã ghi được 4 bàn thắng. Bỉ ở thời điểm ấy vào đến tứ kết và bại trận trước Italia. Vậy nên, dù Zano mười mấy họ này có đang khiến cho người hâm mộ khó chịu như thế nào, nếu anh không trở lại thì chương cuối của lứa thế hệ vàng sẽ lại kết thúc trong giang dở mà thôi.